tính Huệ cùng gia đình Tân Nga, các gia đình trở về đại lễ dân hương để kính viếng ngôi bồn cầu. Trở lại phần biến, ban tổ chức trân trọng kính mời lễ viếng của xưởng giày Thắng Oanh cùng gia đình Trống Minh ở công ty Sumi về đặt lễ kính viếng ngôi bồn cầu rất đông đảo.